Welcome back to my videos. Xin chào mừng các nữ tình yêu đã quay trở lại với những chuyện videos sinh viên and DX học gì của mình. Xin tự giới thiệu, mình tên là Nguyễn Thị Mỹ, hiện tại mình đang là sinh viên năm thứ 3 của trường đại học DX. Okay, today chúng ta cùng come back lại với những chuyện videos là bài tập trên dọc đường của đại học DX của mình. Và đây là một trong những cái chuỗi videos về việc mình lên đây để review lại những cái kiến thức mà mình đã được học và được nghe, được thấm nhuần và được tức là được enjoy với những cái môn học trên giảng đường của EDX, và mình lên đây để có thể chia sẻ được những cái nhận thức của mình với các bạn để mình có thể làm gì ạ? Học tốt hơn. Ok, hôm nay là một trong những cái môn học rất là quen thuộc. Mình đã quay khá là nhiều video trong cái chỗ bài tập này rồi. Môn học này thì có tên là môn hành vi người tiêu dùng do thầy Nguyễn Đình giảng dạy. Và hôm nay, thay vì chúng ta học về hành vi của người tiêu dùng thì chúng ta quay trở lại hay là quay qua một vấn đề thì lại không kém phần quan trọng là hành vi của khách hàng trong quá trình chúng ta nghiên cứu nhé. Ok, let's go. Đây là một cái mô hình mình đã vẽ các sẵn rồi. Nó sẽ có liên quan mật thiết đến việc chúng ta phân tích hành vi của khách hàng như thế nào. Vậy thì đặt trường hợp các bạn là một trong những nhà tuyển dụng, hay là một trong mình xin lỗi, là bạn là một trong những người đang có những cái sản phẩm, để có những cái tức là có những cái giá trị để trao cho khách hàng. Đấy. Và các bạn mong muốn khách hàng các bạn có cái điều gì nhất, và khách hàng của bạn giả sử nhé, bạn đặt trường hợp là mình ở trong trường hợp đó, thì khách hàng của bạn sẽ có mong muốn có được những cái gì ạ? Có phải là cái này không? Đó là sự gì? Sự trải nghiệm đúng không ạ? Trải nghiệm, đấy, các bạn có thể thắc mắc là trải nghiệm như thế nào? Đây mình sẽ đưa ra một cái ví dụ để các bạn dễ hình dung hơn về cái hành vi của khách hàng, để khi làm sao chúng ta có thể là gì ạ? Khiến chúng ta cảm thấy là họ với chúng ta cảm trở nên thân thiện hơn và có cái mối quan hệ đó duy trì và trung thành hơn. Trải nghiệm khách hàng dựa trên là gì? Trải nghiệm khách hàng dựa phần nhiều vào gì ạ? Vào emotion, tức là về cảm xúc. Đấy, nếu như bạn đã xem video về cái bộ môn nghiên cứu con người của mình rồi ấy, thì các bạn sẽ có được cái hình dung qua về cái cụm từ, nó gọi là cụm từ chuyên ngành khi mà mình mỗi khi mình thuyết trình về cái con người. Wewebs, cái tự cụm từ này thì bao gồm 6 cái yếu tố quan trọng nhất bên trong chúng ta, về wisdom, về trí tuệ, ethics, về đạo đức, về willpower, về ý chí, emotion, về cảm xúc, body, sức khỏe, con người, cơ thể, và soul, về tâm hồn. Hay còn gọi là các bạn nào thiên về tâm linh hơn thì có thể là linh hồn. Đấy, đi hành vi của khách hàng quan trọng nhất của nó là dựa vào trải nghiệm, và trải nghiệm này thì gắn liền với lại cảm xúc. Đấy, các bạn có hình dung ra được cái điều gì nó match với nhau ở đây không ạ? Đấy, ví dụ nhá, mình sẽ đưa ví dụ cụ thể luôn. Khi mà các bạn vào mua hàng, đấy, so sánh giữa hai cửa hàng đi, các bạn vào Thế Giới Di Động và các bạn vào gì ạ? Điện máy xanh. Dễ hình dung hơn đúng không ạ? Thế Động và Điện máy xanh thì sẽ có để cái mặt hàng nó tương tự như nhau, đúng không? Chúng ta đều mua một chiếc iPhone 13 Pro Max, nó sẽ có đều cái giá nó tương tự như nhau. Thế nhưng mà cái điều gì mà để các bạn có thể làm gì ạ? Chọn lựa giữa việc chúng ta vào Thế Giới Di Động hay là chúng ta vào Điện máy xanh, điều gì ạ? Có phải là thái độ nhân viên hay là gọi là sự trải nghiệm, customer experience journey, tức là quá trình chúng ta trải nghiệm ở khi mà chúng ta sử dụng cái dịch vụ hay là một sản phẩm ở đó, đúng không? Thì ví dụ như khi mà chúng ta vào Thế Động đi, chúng ta có gì ạ? Được người ta dắt xe cho này, tiếng bảo vệ dắt xe cho này, thì sát khuẩn của chúng ta này. Tiếp theo đó thì khi mà chúng ta vào xem hàng thì các bạn tiếp viên hay là các bạn tiếp tân ấy, thì bạn ấy sẽ hướng dẫn rất nhiệt tình cho chúng ta về mua tả sản phẩm. Đấy, trải nghiệm khách hàng và chúng ta mua xong rồi chúng sẽ có những cái ưu đãi, chúng sẽ được liên kết với doanh nghiệp của bên họ, chúng ta sẽ được gì ạ? Có những cái ưu đãi này, khuyến mãi này, và khi ra ngoài chúng ta được họ xách đồ cho, chúng ta được họ gì ạ? Nâng niu hỏi han và nhiều thứ. Đây là một trong những cái điều các bạn mình đã được trải nghiệm rồi, và mình thấy rằng là ở bên Thế Giới Di Động người ta làm rất là tỉ mỉ và coi chúng ta phải được, ví dụ như là nếu mà nói hơi hoa miêu tí, chúng ta gọi là gì? Những vị khách hàng VIP, tức là những cái vị khách hàng VIP mà khi vào đó nó được phục vụ như là một ông hoàng chẳng hạn đấy. Nghe nó hơi được phía bao đúng không? Còn so sánh với một cái điện máy xanh đi, so sánh thôi nhá, ở đây là mình hoàn toàn so sánh thôi. Khi vào điện máy xanh thì sẽ có gì ạ? Có những trải nghiệm không tốt lắm,
ví dụ như chúng ta không được thì họ thiếu tinh tế hơn, họ sẽ không hỏi han chúng ta nhiều bằng bên này, họ sẽ không xách đồ chúng ta, hoặc là họ sẽ có thái độ gì đó, nhân viên có thái độ gì đó bất mãn với chúng ta. Thì cái trải nghiệm đó các bạn sẽ có phần nào ám ảnh trong cái tiềm thức của bạn, đúng không? Và khi mà tiềm thức đã có những cái nếp nhăn rồi, tức là khi mà họ trải nghiệm không tốt thì họ đã có những cái nếp nhăn in sâu trong tiềm thức rồi ấy. Thì đối với mình chẳng hạn thôi, mình sẽ chọn cái bên này, bên thế giới động, để mình tiếp tục những cái trải nghiệm tuyệt vời, những cái trải nghiệm giúp cảm xúc của mình thăng hoa, chứ không phải là trải nghiệm của bên này giúp cảm xúc của mình tiêu cực đi. Đấy, thì lý do vì sao cái hành vi khách hàng này nó lại gắn với trải nghiệm, và trải nghiệm thì về sản phẩm, trải nghiệm về cái quá trình chúng ta được bên thế thì trải nghiệm về cảm xúc, trải nghiệm về những cái điều mà sản phẩm hay là cái doanh nghiệp mang lại cho chúng ta. Thế thì nó sẽ gắn liền với trải nghiệm khách hàng, trải nghiệm quá trình sử dụng sản phẩm đó, trải nghiệm chúng ta nhận đến với doanh nghiệp, chúng ta đến với gì, biết với họ hay là gắn kết với họ vì gì, chúng ta có những trải nghiệm tuyệt vời, đúng không? Chúng ta có những cái sự ưu đãi tuyệt vời, chúng ta có những sự chúng ta có những sự gì ạ, coi trọng nhất định, được tôn trọng nhất định, và chúng ta cảm thấy là mình khi bị ở đây thì mình sẽ được cảm giác mình được tôn trọng rất là nhiều. Và cảm giác được tôn trọng ấy, là cảm giác được tôn trọng là một trong những cảm giác mà bất kỳ ai cũng không muốn có. Đấy, bất kỳ ai cũng không muốn có điều đó. Và tất cả những cái điều liên quan đến trên web này, họ đều gắn với con người, và trung tâm của mọi vấn đề là ở con người, đúng không? Con người sinh ra được nhiều thứ, con người tự nghĩ ra được nhiều thứ, và con người cũng sẽ là người giải quyết những thứ đó. Thì bởi vậy do nên là gì? Trung tâm của mọi vấn đề sẽ tập trung vào gì? Human, con người, đúng không? Và nếu như chúng ta trao đi giá trị như vậy, trao tất cả những cái đi, chúng ta make it, make khách hàng, khiến khách hàng cảm thấy happy, khiến khách hàng cảm thấy là gì? Comfortable, cảm thấy thoải mái, cảm thấy thú vị, cảm thấy tôn trọng, và quan trọng nhất là gì? Cảm thấy happy. Và đây chính là cái giá trị, chính là cái value mà chúng ta trao đi cho, mà doanh nghiệp chúng ta trao cho khách hàng là gì? Mang lại cho khách hàng cảm giác trải nghiệm cái dịch vụ khách hàng chúng ta cảm thấy tuyệt vời. Và đây là cái điểm cốt lõi nhất để chúng ta có thể giữ chân được một vị khách hàng, và có thể là gì? Nuôi nấng hay là gọi là gắn kết lên một vị khách hàng trung thành với chúng ta. Ok, đây nhá, các bạn sẽ để ý này, chốt lại vấn đề, tức là cái việc mà chúng ta những hành vi khách hàng này, hay là cái chúng ta có mong muốn là tạo được những cái ấn tượng tốt đối với khách hàng, thì thay vì ngoài kia những sản phẩm đang tràn lan, đúng không? Sản phẩm đang tràn lan, chúng ta sẽ đưa tất cả những cái trải nghiệm của khách hàng, đưa tất cả những cái việc liên quan đến WeWeb, liên quan đến trí tuệ, liên quan đến đạo đức, hãy mang cho nó một cái giá trị đạo đức, hãy mang cho nó một cái giá trị nhân văn, hãy mang cho nó một cái giá trị lịch sử, hãy tạo cho nó một cái ý nghĩa nào đó thật tuyệt đẹp. Thì khách hàng sẽ cảm thấy trân trọng hơn, khách hàng cảm thấy là được coi trọng hơn đấy, cảm thấy chúng ta làm việc trong một đời là chúng ta có ý nghĩa đấy. Thế thì mình nghĩ rằng là trong quy lại vấn đề đây đó là giữa 1.000 sản phẩm, tất nhiên là các bạn phải nâng cấp sản phẩm của bạn rồi, thế nhưng mà giữa những sản phẩm bằng nhau, những sản phẩm tương đương nhau giữa hai doanh nghiệp hay những doanh nghiệp khác, những cái đối thủ của mình, thì cái việc chúng ta trao cho họ những cái trải nghiệm cảm xúc tuyệt vời là điều mà họ sẽ ghi nhớ mãi, và là điều mà họ sẽ kể cho con cháu của họ, kể cho khách hàng của họ, hay là kể cho gia đình của họ. Và từ đó chúng ta sẽ có diện vô hình chung, chúng ta tạo nên được một cái diện marketing không đồng, marketing chuyển miệng. Đấy, những cái vị khách hàng trung thành lại diện tiếp nối những vị khách hàng trung thành khác nữa, đúng không ạ? Chúng ta có một cái phương thức để chúng ta có thể là marketing không đồng rất là hữu ích, mà thay vào đó thì mất công mất sức này. Nhưng mà chúng ta thì nhiệm vụ của chúng ta là phục vụ họ, đúng không? WeWeb happy, và chúng ta diện trao đổi cái value cho họ. Các bạn tập trung vào vấn đề này nhé. Và mọi vấn đề thì trung tâm của mọi vấn đề thì là con người thôi. Cho nên là chúng ta nên focus vào những cái gì mà họ cảm thấy thoải mái, những cái gì mà gì ạ, trải nghiệm của họ, họ cảm thấy là họ hài lòng, thì chúng ta đã đạt được thành công rồi. Đấy. Và sẽ có xung quanh đó sẽ có nhiều cách để chúng ta xử lý vấn đề. Khi mà chúng ta gặp khủng hoảng truyền thông, khi mà chúng ta gặp khủng hoảng về đó, về chất lượng, về đánh giá, về interview, vân vân, thì chúng ta phải tập trung vào con người, và con người sẽ sợ hay là sẽ bị lệ thuộc vào những cái gì mà họ sợ. Đấy. Ví dụ như là bạn chọn doanh nghiệp, bạn sẽ bị lệ thuộc vào cái điều gì? Mong muốn. Khi mà mình có mong muốn thì mình ví dụ nhé, mình có mong muốn là mình mong muốn được tôn trọng, mình mong muốn được thoải mái, thì những cái doanh nghiệp nào mà họ đáp ứng được những cái điều đó, đúng không ạ? Đáp ứng được những cái điều đó thì chúng ta sẽ chọn họ nhiều hơn. Exactly, đúng không? Chính xác mà. Bản thân của mình cũng vậy thôi. Và những doanh nghiệp nào khiến mình cảm thấy hài lòng, cảm thấy là gì ạ? Enjoy, cảm thấy là rất là tuyệt vời, hạnh phúc, thì mình sẽ chọn cái doanh nghiệp đó, và sẽ vô hình chung là nó mình sẽ tự buột miệng ra khi mà chúng ta có gì ngon, chúng ta sẽ nói cho những người khác biết, chúng ta sẽ nói cho những người chúng ta yêu thương biết, để họ có
có những trải nghiệm tuyệt vời chúng ta, đúng không ạ? Và trước bài học đấy đó là chúng ta sẽ tập trung vào việc muốn giữ được hai chủ thành hay là biết được khẩu hành vi của họ, chúng ta phải hiểu được hay là phải có được những cái trải nghiệm liên quan đến cảm xúc là quan trọng nhất, liên quan đến cảm xúc là dễ dàng nhất rồi. Đấy. Cảm xúc của họ cần phải họ có nhiều những cảm xúc nhất, sướng, sợ và sướng. Chúng ta biết họ đây cảm thấy là ngoài trong cái sự hạnh phúc ra, cảm thấy họ có sự quan trọng này, cảm thấy họ là gì ạ, thiếu họ chúng ta sẽ không thể hoạt động nổi, thì sẽ tạo cho họ những cảm xúc rất tuyệt vời. Thì mình muốn tổng kết lại cái bài học hôm nay đó là tất cả mọi hành vi của con người thì đều tập trung vào tất cả mọi vấn đề thì chỉ xuất phát từ con người mà thôi, thì cho nên là vấn đề khách hàng thì cũng là vấn đề của chúng ta, và chúng ta sẽ dựa vào những cái trải nghiệm cho họ, mang cho họ lại những cái trải nghiệm thật tuyệt vời, thật là ý nghĩa, thì chúng ta sẽ một phần ở đó thành công trong công việc, chúng ta chinh phục khách hàng được. Ok, và đây là những kiến thức mà mình đã tập trung được, tập kết lại và tổng kết lại với các bạn rồi, và rất là mong các bạn có thể lắng nghe và cho mình những cái ý kiến đóng góp tích cực nhất để mình có thể phát triển hơn trong tương lai nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến giây phút thứ 11 này rồi. Xin chân thành cảm ơn các bạn và gặp lại các bạn trong những cái video sau. Bye.